Câu lạc bộ Hà Tĩnh lâm nguy trong thế các đối thủ đổ tiền chủ hạng. Bóng đá Hà Tĩnh sau chuỗi trận sa sút đã rơi xuống đáy bảng xếp hạng và rất dễ dính đòn hội đồng khi vừa thiếu lực, vừa thiếu tiền và thiếu cả đồng minh. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang rất cô đơn ở buổi chợ chiều. V-League 2022 và rất dễ trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho suất rớt hạng duy nhất. Trong thế một chọi 4 ở nhóm đèn đỏ, Hà Tĩnh mới chỉ có 18 điểm, dù rất muốn ngoi lên. Nhưng ít nhất ở vòng đấu muộn 22 vẫn chưa thể khi các đối thủ có nhiều cơ hội lấy điểm hơn. Khi Hà Tĩnh vào bước đường cùng, chiều ngày 30 tháng 10, Hà Tĩnh sẽ tiếp đội bóng mạnh hơn đang tăng tốc ở top 3 Viettel on football trực tiếp 18 giờ có nhiều khả năng bị trắng tay. Thầy trò huấn luyện viên Biggie Won không chỉ khao khát có huy chương mà thời gian nghỉ vòng đấu vừa qua thoải mái hơn, tinh thần tốt hơn và lực lượng thiện chiến hơn. Trận lượt đi hồi đầu tháng 7, Viettel từng ngã ngựa không một ngày trên sân nhà hàng để trước đội khách Hà Tĩnh ở phút cuối cũng là một vết đau, khiến họ cần lấy lại cả vốn lẫn lãi. Đáng chú ý, Hà Tĩnh trong cơn bị cực, đôi chủ hàng vẫn không thấy hồi thái lai với nguồn doping tiền thưởng như các đối thủ khác đang tìm mọi cách tìm đường tẩu thoát. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công ở thế của con nhà nghèo nhưng khó lòng học giỏi vì thiếu thốn trăm bề, ngay cả cái sân tập nhà còn bị hạn chế. Đã 7 trận rồi Hà Tĩnh vẫn không biết mùi chiến thắng do nội lực yếu, lại gặp vận đen, cầu thủ chấn thương hàng loạt. Trong hoàn cảnh đó, những đội chạy trốn suốt rớt hàng không chỉ giáo giết đua tiền thưởng cho một trận thắng mà mối quan hệ của họ cũng tốt hơn Hà Tĩnh. Ví như SHB Đà Nẵng dù không treo thưởng lớn, tiền tỷ như Sài Gòn FC hay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nhiều niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ lẫn sự khăng khít với các đội bóng lâu nay được cho là anh em. Ngày 30 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng làm khách Hà Nội On Sport lưu trực tiếp 19 giờ 15 nhưng cái đầu SHB có thể sẽ giúp họ dễ tính toán hơn. Hà Tĩnh trong cơn bị cực, đôi chủ hạng vẫn không thấy hồi thái lai với nguồn doping tiền thưởng như các đối thủ khác đang tìm mọi cách tìm đường tẩu thoát. Các đối thủ cạnh tranh đều dễ thoát hơn. Tính đến thời điểm này, Hà Nội rất mạnh nên mới chỉ thua 3 trận, trong đó gồm một cú sẩy chân trước SHB Đà Nẵng 1-2 ở sân Hòa Xuân. Cuộc chơi giữa hai đội bóng này thường rất khó lường với người ngoài, mà không lạ với người trong cuộc có những toan tính cần thiết để biết lúc nào cương, lúc nào nhu. Có chút khó chịu cho đội bóng Hà Nội của huấn luyện viên Chun Jae Ho ở vòng 21, V-League đã thua 2-3 đối thủ có thể tranh chấp ngôi vua Hải Phòng. Làm mất đi món quà cực ý nghĩa của chủ tịch câu lạc bộ nên sẽ phải nghe ngóng nhiều hơn để đối phó với các nguồn tin. Thực tế thời điểm này, rất khó có đội bóng nào đủ sức đương đầu với Hà Nội. Nếu họ chịu chơi hết mình khi giới chuyên môn đều thấy họ đang có đến 90% cơ hội vô địch. Giới chuyên môn và những người giành đường đi nước bước ở hậu trường thì luôn nói rằng cái khó của Hà Nội là phải đá, làm sao để vừa đảm bảo cho ngôi vô địch, lại vừa biết lo cho những người em thuộc loại người nhà của ông bầu. Một đối thủ cũng trong nhóm trụ hạng là Nam Định vào chiều 30/10 sẽ gặp đội chủ sân Gò Đậu B. Bình Dương On Sport lưu trực tiếp 17 giờ. Chủ nhà có thể gặp chút khó khăn về phong độ của hơn 10 cầu thủ vừa trải qua Covid-19 nhưng họ vẫn mạnh hơn đội khách cùng ưu thế sân nhà. Đang nói là thầy trò huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn mới có 24 điểm. Chưa chắc chắn chủ hạng nên sẽ dốc sức chơi ra trò với Nam Định 19 điểm để vừa tránh xa top cuối, lại vừa đè nén đối thủ cạnh tranh trực tiếp.